vô vàn những thực phẩm khiến bạn có cảm giác ngon miệng khi ăn chúng. Nhưng không hẳn tất cả những món đó đều mang lại lợi ích cho cơ thể bạn. Thậm chí với một số người, chúng còn gây hại cho sức khỏe và không nên ăn nhiều. 6 thực phẩm dưới đây nếu ăn thường xuyên sẽ gây hại cho gan của bạn. Măng tươi. Dưới tác động của enzyme đường tiêu hóa, chất cyanid trong măng sẽ bị chuyển thành axit HCN, axit cyanhydric, một chất cực độc. Để HCN không gây hại cho cơ thể của bạn, gan phải làm nhiệm vụ chuyển hóa nó thành chất không độc và đào thải ra ngoài. Nếu cơ thể bị nhiễm quá nhiều cyanid trong thời gian dài, gan sẽ bị suy kiệt do phải làm việc quá tải trong thời gian lâu, ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận khác trong cơ thể bạn. Đồ ăn nhanh. Các loại thức ăn nhanh như khoai tây chiên, bánh mì, đồ hộp chứa rất nhiều chất béo, đường, chất bảo quản, dễ gây ra béo phì và gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, một số loại thức ăn chứa nhiều muối như thịt sông khói, xúc xích gây tăng tiết axit dạ dày, kích thích cảm giác thèm ăn và ăn nhiều hơn, dẫn đến hiện tượng tích tụ mỡ trong gan. Khi gan bị nhiễm mỡ, lâu dần sẽ dễ tiến triển thành xơ gan, thậm chí gây ung thư gan. Thịt dê. Thịt dê có tính nóng, ngọt và chứa hàm lượng protein lipid cao, nên khi ăn vào sẽ khiến gan phải hoạt động tích cực, tăng gánh nặng cho gan. Do đó, gan không thể hoàn thành nhiệm vụ trao đổi chất của nó và trách nhiệm đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể bạn. Tôm. Tôm là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng cholesterol cao, dẫn tới những ảnh hưởng xấu với những người mắc các bệnh lý về gan, đặc biệt là những người bị viêm gan. Thực phẩm cay nóng. Ăn quá nhiều đồ cay nóng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nóng gan. Sau một thời gian dài ăn những loại thực phẩm này, chất độc sẽ ngày càng tích tụ trong cơ thể bạn, gan bị quá tải và dễ sinh bệnh. Rượu, bia. Trong rượu bia có chứa nhiều cồn và các chất kích thích. Uống nhiều rượu bia có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho gan. Thực tế đã chứng minh tỷ lệ những người mắc bệnh về gan và thận do uống rượu bia cao gấp 4 đến 5 lần so với những người bình thường khác.